Những lễ vật cúng dường, hoa, hương, đèn, tàn, quả nhạc. Mục đích của lục cúng là nhằm cúng dường chư Phật. Trước hết là tưởng nhớ ân sâu hóa độ của Đức Phật, và qua đó là thực hành hằng phụng sự chúng sanh, truyền bá chánh pháp. Vũ hồi lục cúng hoa đăng do các tăng sinh ở Huế trình diện cúng dường trong đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2563 hôm nay bắt đầu. Như lai diệu trì diệu như thiên đáo lai đàng nội thừa ma
vẫn tu lực tâm
Thank you.
2019 tại Huế đến đây được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đặt lễ niệm ơn sư tôn trưởng lão hòa thượng Chứng Minh, sư tôn giả phẩm hội đồng Chứng Minh, hội đồng trị sự trung ương giáo hội, sư tôn giả phẩm Chứng Minh ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các thiền trì, sư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các từ viện trong tỉnh và thành phố.
Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, sở nội vụ, ban tôn giáo công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoan hỷ thể tất lời mời quan lâm tham dự và có lặng hoa cúng dường chúc mừng đại lễ. Xin chân thành tri ân cảm tạ quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền mặt trận, đoàn thể các cấp cùng quý cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương, chân thành tán dương công đức và ghi nhận đạo tâm đạo tình của các thiền tín vật từ gần xa đã thể tất lời mời quan lâm chứng minh tham dự và giúp đỡ công tác tổ chức buổi lễ hôm nay thành công viên mãn tốt đẹp. Sự hiện diện của quý liệt vị là biểu thị tấm lòng quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp phát huy văn hóa Phật giáo, gắn bó đồng hành cùng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và hội nhập quốc tế. Thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị tôn khách cùng thiền tín Phật tử vô lượng cả tường và kính mong quý liệt vị hoan hỷ cho những thiếu sót ngoài ý muốn trong quá trình tổ chức buổi lễ hôm nay. Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ ba hồi chuông tổng bát nhà cung tiền.